Chào mừng toàn thể anh em đam mê đã quay trở lại với kênh và tiếp tục cái chủ đề về phụ kiện các loại, tất cả các loại để gắn lên ống ngắm rồi gắn lên súng. Cái này là những cái phụ kiện đơn giản thôi, râu ria con tép thôi, chứ không phải là những cái linh kiện. Bên mình không bán những cái linh kiện như là bơm, bình, van, viếc là không bán đâu anh em nhé, cành củi là không bán đâu, nên là anh em đừng có gọi điện về hỏi những cái loại đó. Bên mình chỉ có bao đựng này, băng keo, ốp tạo rãnh, rồi là các loại như là chân đỡ này, rồi là laser các loại. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đi vào từng cái chủ đề chuyên biệt. Hôm nay sẽ là cái laser kèm đèn pin anh em nhé. Laser kèm đèn pin là như thế này. Thì ví dụ như là anh em thường đi bán đêm. Bán đêm thì nó sẽ có nhiều thú, nhiều vật để dễ bắn hơn, thì nói chung là nhiều mồi hơn. Đấy, thì anh em là có nhiều anh em hay thích đi bắn đêm, nhưng mà kẹt nỗi là nếu mà sắm một cái ống ngắm hồng ngoại thì nó khá là đắt tiền, hoặc là cái camera hồng ngoại gắn vào ống ngắm thì nó cũng rất là cồng kềnh, nên là nhiều anh em sẽ lựa chọn là cái cách là vừa gắn đèn pin mà vừa gắn cái đèn laser. Gắn cái đèn laser thì có thể bắn một phát luôn, không cần phải nhìn qua ống ngắm làm gì. Thì bình thường là ví dụ như là gắn đèn pin, anh em phải cầm cái đèn pin bên ngoài thì sẽ không thể chỉnh được súng. Còn gắn thêm một cái đèn pin nữa thì nó có thể nó khá cồng kềnh đối với một số anh em. Thì có một cái giải pháp toàn diện hơn, đó là cái bộ kit này bao gồm cả laser, cả đèn pin anh em nhé. Thì đây là cái loại đỏ nhé, loại đỏ và loại xanh. Loại đỏ và loại xanh mình sẽ giới thiệu cái loại xanh cho anh em. Đây là cái loại xanh này. Thì cái hộp của nó bao gồm tất cả các phụ kiện, như là gồm có một cái thân chính này. Thân chính này thì nó là ở bên trên là laser và ở bên dưới là đèn pin nhé. Đấy, một cái dây đuôi chuột này. Dây đuôi chuột này thì anh em cũng biết rồi, thì gắn vào ở bên cái báng súng để cho anh em dễ thao tác hơn. Đấy, có thể kéo giãn để anh em dễ thao tác, và có thêm cái chức năng là ví dụ như là chỉ nhấn một lần thôi và nhả ra thì nó sẽ tắt nhé, chứ không phải là cái lúm này thì nó sẽ ấn một lần thì nó sẽ phát sáng mãi mãi, làm cho con vật nó dễ phát hiện. Thêm một cái nữa là cái sạc này là sạc cả hai loại pin này đều có thể sạc được nhé. Sạc pin, hai viên pin này thì một viên pin to là nắp vào cái đèn pin, còn viên pin nhỏ là sẽ nắp vào cái đèn laser trên này. Đấy, thì là nó cũng đơn giản thôi. Cái này nó được làm bằng bằng thép hợp kim nguyên khối anh em nhé. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thì nói sơ qua về cái này, chúng ta có cái gì nào? Thì đây. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái hình dạng của nó rất là đẹp, rất là hiện đại luôn. Laser xanh, đèn pin của nó này. Chóa này cũng có thể bắn xa tầm 100 mét vẫn có thể bắn được nhá. Cái chân rãnh của nó thì có thể chân rãnh đa năng anh em nhé. Cái này có thể lắp được cả chân rãnh 11 này, chân rãnh 18 thoải mái luôn. Cái đèn laser xanh ấy thì nó sẽ sáng hơn, công suất của nó cao hơn. Ví dụ như anh em có thể bắn ban ngày, bắn tối. Còn cái loại kia thì bắn ban ngày thì nó hơi bị khó. Cái này bắn ban ngày ví dụ như là phụ thuộc vào cái trời, thời tiết của anh em là thời trời nắng hay là trời râm nhá. Trời càng nắng thì càng khó nhìn hơn. Dĩ nhiên là khó nhìn với mắt thường thôi, chứ còn ví dụ như anh em dùng cái ống ngắm, nhìn qua ống ngắm thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì cái thời tiết của nó càng nắng thì càng khó nhìn, càng râm thì càng dễ nhìn hơn. Và buổi tối thì dĩ nhiên nó xa, nên đến vài cây số vẫn có thể được. Có ai bắn được vài cây số đâu. Nói chung là chỉ nó vẫn tới đến cây, một cây số là bình thường anh em nhé. Nếu mà laser xanh này. Thì
Bây giờ chúng ta sẽ thử lắp pin vào đây và tiến hành lắp đặt xem nó thế nào. Đây nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp pin cái đèn pin. Cái đèn pin thì lắp pin theo kiểu bình thường thôi. Bình thường là như thế nào? Bình thường tức là chiều dương cho xuống dưới. Còn bất bình thường là chiều dương cho lên trên nhé. Đó. À, anh em có thể nhìn thấy bây giờ đang là ban ngày nhá. Nhìn mà rất là sáng luôn. Bây giờ sẽ lắp đến cái đèn laser. Ban ngày và sáng này thì ban tối sẽ sáng như thế nào? Laser là cái kiểu mà lắp bất bình thường lúc vừa mình đã nói đấy, tức là cho cái đầu dương lên trên. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Đây, đây là ban ngày nhá. Nhưng mà chiếu nó vẫn rất là sáng. Ban đêm thì sáng hơn gấp nhiều lần như thế. Đây. Đấy, quá sáng có luôn. À, bấm đồng thời cả hai nhá. À. Laser thì bên mình có rất là nhiều loại nhé. Và đây là một trong những loại laser độc đáo mà hiếm bên nào có. Nên là anh em nhanh tay đặt hàng theo 4 số điện thoại kia nhé. 4 số điện thoại mình đã để góc màn hình này. Bên mình thì bán rất là nhiều thứ, cả ống ngắm từ bình dân đến cao cấp. Nên là anh em có thể gọi điện 4 số điện thoại này. Hoặc là có thể add Zalo, Facebook. Bên mình có thể nhắn tin. Đấy, bán cực kỳ các loại. Cái đây là chỉ một phần thôi. Anh em mua có nhiều cái loại hơn nữa nhé. Thì dĩ nhiên ấy, nếu mà anh em đã có ống ngắm rồi và đang bắn ống ngắm bình thường thì anh em cũng có thể lắp cái này lên và chỉnh cái laser này theo cái tâm của ống ngắm nhé. Còn ví dụ như là anh em chưa có ống ngắm mà mua cái này là đầu tiên thì anh em phải về anh em chỉnh theo cái đường đạn của nó, chỉnh ban ngày, ví dụ như chỉnh 20-30 mét chẳng hạn. Đó thì là mấy cái núm này là núm là lên xuống trái phải nhá, hai núm này lên xuống trái phải. Anh em về anh em bạn bằng cái ốc lục giác. Lục giác thì có hai loại, một loại nhỏ để vặn cái đèn laser và một loại lớn để vặn cái chân này nhá. Loại nhỏ để vặn laser, loại lớn để vặn cái chân. Đó, đây là loại lớn và đây là loại nhỏ. Loại nhỏ chúng ta sẽ vặn cái laser ở đây nhé. Anh em cứ về vặn lên xuống trái phải. Bắn khi nào nó trùng với cái đường đạn nhất thì thôi, cố định súng vào. Đó. Bây giờ mình sẽ thử lắp lên một cái chân rãnh 11 hoặc là 18. Đây. Ví dụ như là anh em chưa có chân rãnh thì anh em có thể lắp cái đây là chân rãnh 11 nhá. Đây là được gọi là ốp tạo rãnh 11, hai cái rãnh chạy song song với nhau. Thì anh em có thể gắn keo cơ khí lên đây, hoặc là nếu mà anh em có thể bắt được cái vít lên súng thì anh em bắt vít cái chân rãnh 18 này. Đây chân rãnh 18 này nhá, chân rãnh xương cá. Bây giờ mình sẽ thử lắp lên cái chân rãnh 18 cho anh em xem. Đây chúng ta sẽ vặn ốc lục giác ở đây. Khít khìn khịt như bố ba chấm con dâu. Mình mới vặn hơi gớ gớ thôi mà nó cực kỳ chắc chắn rồi. Đấy, nên là anh em về vặn lắp lên súng, lắp lên các kiểu con đà điểu vẫn lắp bình thường nhá. Ngoài ra, ngoài lắp lên cái rãnh này, anh em có thể lắp lên cái mà nó giống như thế này nhá. Đây. Đây là những cái chân liền khối hoặc là chân rời, bên mình đều bán riêng lẻ, tức là những cái loại chân lắp ống ngắm này đã có sẵn, anh em có thể lắp lên đây nhé. Đó. Rồi,
Thì đây là cái clip về cái đèn bộ kit laser kèm đèn pin xanh đỏ. Thì những cái clip lần sau mình sẽ giới thiệu cho anh em là những cái loại phụ kiện khác nhau, những cái loại như là bao đựng các thứ. Thì anh em nhớ nhấn like, nhấn share, tức là nhấn thích để nhấn chia sẻ, hoặc là nhấn theo dõi kênh. Thì nhấn theo dõi kênh thì bên mình sẽ có nhiều clip hay ho cho anh em vào những dịp lần sau. Và nhớ là nhấn theo cái nút chuông ở bên cạnh nhé, thì để nhận ngay những cái clip bên mình vừa mới ra lò. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái clip lần sau. Xin chào.